Xin chào tất cả các em Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu bài học tiếp theo của bộ môn lịch sử và địa lý lớp 6 phân môn lịch sử Và tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bài số 5 là bài chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp Và đây là tiết thứ hai Ở tiết học lần trước chúng ta đã tìm hiểu phần 1 là mã sự xuất hiện của công cụ lao động bằng kim loại và phần 2 là mã sự chuyển biến trong xã hội nguyên thủy Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần còn lại là phần 3 La Mã, xã hội Việt Nam cuối thời Nguyên Thủy. Trước khi các em đi vào tìm hiểu nội dung chính của bài học, chúng ta sẽ có một phần khởi động nhẹ để bước vào bài học tốt hơn. Chúng ta sẽ cùng tham gia vào trò chơi mảnh ghép hoàn hảo. Các em được tùy ý chọn lựa một trong ba màu sắc cô đưa lên đây. Nếu chúng ta chọn vào ô màu hồng chúng ta sẽ có câu hỏi đầu tiên Câu số 1 Xuân Lộc Núi Đỏ Hang Thẩm Khuyên Thẩm 2 Là các di chỉ của đất nước nào? Đáp án của chúng ta Sẽ là Việt Nam Đây là những di chỉ đầu tiên Của nước ta Tìm thấy dấu tích của người tối cổ Nếu chúng ta chọn vào ô màu xanh Chúng ta sẽ nhận được câu hỏi thứ hai Đây là phát minh quan trọng tách con người chúng ta ra khỏi giới động vật. Vậy thì phát minh tách con người chúng ta ra hoàn toàn khỏi giới động vật đó chính là lửa. Nhờ có lửa, con người chúng ta biết sưởi ấm, biết nấu chín thức ăn và biết xua đuổi thú dữ. Và câu hỏi thứ ba sẽ rơi vào cái ô màu vàng. Người châu Á chúng ta có làn da màu gì? Chắc chắn ai cũng có thể trả lời được đó là màu vàng và từ ba ô này với ba từ xuất hiện việt nam lửa vàng chúng ta đã có những dữ kiện cơ bản cho từ khóa vậy thì chúng ta sẽ có câu hỏi của từ khóa là nơi gắn liền với hình ảnh con trâu mái đình giếng nước đồng lúa là nơi nào Nếu các em để ý kỹ, ở đây cô đã gạch dưới chân của những từ khóa đó những cái ký tự L A N G và dấu huyền. Vậy thì nơi gắn liền với hình ảnh con trâu, máy đình, giếng nước đó chính là làng. Làng là đơn vị hành chính rất thân thuộc, rất nhiều yêu thương của người Việt Nam chúng ta. Nhưng đối với lịch sử dân tộc, làng không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn mà còn là đơn vị hành chính nhỏ nhất, cơ bản nhất từ làng, từ bản, từ chiềng và chạ. Dân tộc chúng ta đã dần dần tiến lên xây dựng nên những nhà nước của riêng mình và từ đó đây là những cơ sở đầu tiên để hình thành cho một nhà nước về sau. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần Ba La Mã Việt Nam cuối thời Nguyên Thủy. Phần 1 nhỏ sự xuất hiện của kim loại. Các em quan sát cho cô vào trục thời gian có gắn liền với tên của các nền văn hóa Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Môn, Sa Huỳnh và Đồng Nai Từ các thông tin về những nền văn hóa này Chúng ta hãy tiến hành hoàn thiện cho cô Bản thống kê sau từ mỗi một nền văn hóa như thế, các em hãy thống kê cho cô các công cụ mà chúng ta tìm thấy ở mỗi nền văn hóa là gì. trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về phùng nguyên ở phùng nguyên chúng ta đã tìm thấy rất nhiều hiện vật đó là những mẫu rỉ đồng mẫu đồng thau nhỏ những mảnh vòng dây chì tất cả đều bằng đồng ở nền văn hóa đồng đậu ở bắc bộ thì chúng ta tìm thấy đục dùi cán dao mũi tên lưỡi câu tất cả cũng đều bằng đồng ở nền văn hóa gò môn chúng ta tìm thấy mũi dao tên giáo lưỡi câu dùi rìu và nhớ cho cô ở đây là rìu là rìu lưỡi xéo đục và trong tổng số công cụ và vũ khí ở đây của văn hóa gò môn thì có quá nửa là bằng đồng ở nền văn hóa tiền sao huỳnh ở vùng trung bộ thì chúng ta tìm thấy đục lao mũi tên lưỡi câu bằng đồng Ở nền văn hóa Đồng Nai Chúng ta tìm thấy rìu, giáo, lao có ngạnh, mũi tên, lưỡi câu bằng đồng Và nền văn hóa Đồng Nai là nằm ở vùng đất Nam Bộ của chúng ta ngày nay Vậy thì chúng ta từ đây có thể thấy được rằng là khắp mọi miền đất nước từ Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ Công cụ và vũ khí của người lao động của người nguyên thủy Việt Nam chúng ta lúc bây giờ không còn là đồ đá nữa mà gần như đã chuyển sang đồ đồng hoàn toàn à, và tập trung nhiều nhất là ở khu vực Bắc Bộ với ba nền văn hóa chính đó là Phùng Nguyên, Đồng Đậu và Gò Môn với bản thống kê này chúng ta có thể nhìn kỹ hơn về niên Đại nền văn hóa Phùng Nguyên ra đời cách chúng ta khoảng tầm 4.000 năm Nền văn hóa đồng đậu cách chúng ta khoảng tầm 3.500 năm Nền văn hóa gò môn cách chúng ta khoảng tầm 3.000 năm Và nền văn hóa sa huỳnh hơn 1.000 năm trước Nền văn hóa đồng nai cũng hơn 1.500 năm Cũng hơn 500 năm trước công nguyên Vậy thì từ đó cho thấy được rằng là từ rất xa xưa cha ông của chúng ta đã có một cấp những bước chuyển rất là lớn về công cụ lao động đặc biệt là công cụ lao động bằng kim loại chính xác hơn ở đây đó chính là chế tác bằng đồng Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nắm sơ qua cho cô một số đặc điểm của công cụ bằng kim loại của nước ta trong buổi giao thời Ở đây các em có thể thấy được kỹ những hình ảnh của đồ đồng của gò Môn Chúng ta thấy rõ là ở đây có công cụ mũi nhọn có lưỡi câu với những cái lưỡi câu được bẻ rất là sắc bén, rất là dẻo và rất là khéo tay. ở đây còn có cả mũi giáo và mũi tên bằng đồng. À, thì tất cả những cái vật dụng này cũng đòi hỏi một những cái người thợ luyện kim phải thực sự khéo léo, phải có tay nghề thì mới có thể thực hiện được. và sang đến nền văn hóa phùng nguyên và đồng đậu chúng ta sẽ còn gặp nhiều thành tựu hơn. Ở vùng Nguyên chúng ta còn thấy có sự xuất hiện của đồ gốm Từ xa xưa cha ông của chúng ta đã biết làm gốm Chế tác được rất nhiều những cái sản phẩm có hình dáng rất là đẹp mắt Rất là cân đối, rất là tinh tế Và ngoài ra thì họ còn điểm xuyến thêm những cái họa tiết Để gia tăng tính thẩm mỹ Đến nền văn hóa đồng đậu Thì các em thấy ở đây chúng ta còn có những cái tượng gà bằng đất nung nữa phản ánh một cuộc sống hết sức là vui vẻ rất là yêu đời à, phản ánh của cuộc sống thường ngày lao động của người dân và tự ngồi tự người ngồi bó gối bằng đồng của văn hóa gò Môn thì tất cả những cái hình ảnh mà các bạn nhìn thấy ở trên này nó đã phản ánh cho chúng ta thấy được kim loại nó đi vào đời sống của người lao động của người nguyên thủy ở việt nam chúng ta rất là sâu rộng và nó đã, đã trở thành những cái sản phẩm phản ánh trình độ tay nghề, trình độ tiếp thu kiến thức của người Việt chúng ta rất là tốt. Vậy thì từ cái phần giảng dạy đó chúng ta có thể rút ra được một vài điều cơ bản. Thứ nhất, về thời gian khoảng tầm 4.000 năm trước, người Việt cổ đã phát minh ra thuật luyện kim chế tạo ra công cụ và vũ khí bằng đồng Kết hợp với phần bài giảng lúc nãy và lược đồ trên này Chúng ta có thể thấy rất rõ những cái di chỉ đồ đồng rải rác khắp từ Bắc vào Nam Ví dụ như ở khu vực Đồng Nai Ở khu vực Thanh Hóa Ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi và đặc biệt là phùng nguyên đồng đậu gò môn ở khu vực Bắc Bộ. Vậy thì nhận xét một cách tổng quát về địa điểm là địa bàn trên khắp cả nước. Vậy thì với sự xuất hiện của công cụ và vũ khí bằng kim loại thì nó đã tác động ra sao đến xã hội của nước Việt Nam chúng ta cuối thời Nguyên Thủy? Cái tác động thứ nhất là tác động về mặt địa bàn cư trú. Địa bàn cư trú của chúng ta bây giờ không còn cố định ở một chỗ nữa mà cha ông chúng ta bắt đầu biết mở rộng địa bàn cư trú của mình. Họ bắt đầu tập trung nhân cư ở các con sông lớn, đặc biệt là sông Đồng bằng sông Hồng, sông Mã, sông Cả, sông Đồng Nai. Đó là những khu vực có đất đai màu mỡ, bằng phẳng, mưa nắng thuận hòa với nguồn nước rất dồi dào chỉ có những nơi như thế có mới có thể thích hợp để cho cha ông chúng ta sinh sống và làm nông nghiệp. Vậy từ đó chúng ta thấy được là sự phát triển rất mạnh mẽ của nghề nông, ở đây đó là nghề trồng lúa nước, nghề chăn nuôi, nghề làm gốm và đặc biệt là thuật luyện kim đã có những cái bước tiến rất mạnh mẽ với những cái hàng loạt những cái sản phẩm mà các em đã thấy ở trên. Và về sau này chúng ta còn có một sản phẩm rất nổi tiếng bằng đồng thau, đó chính là trống đồng Đông Sơn một biểu tượng văn hóa của người Việt. Với sự phát triển không ngừng của đời sống vật chất, sự tiến bộ của đời sống tinh thần thì dẫn đến một hệ quả đó là trong xã hội đã bắt đầu xuất hiện sự phân hóa giàu nghèo. Và cư dân người Việt chúng ta bắt đầu định cư trong những xóm, những làng, từ làng từ xóm ở đây là cái từ khóa mà hồi nãy trong cái phần khởi động cô đã nói với các em. Vậy thì khi xóm làng xuất hiện thì tức là chúng ta đã xuất hiện những cơ sở đầu tiên của các quốc gia sơ kỳ ở Việt Nam chúng ta. Ví dụ như ở miền Bắc thì chúng ta sẽ xuất hiện lên nhà nước Văn Lang này. Rồi ở miền Trung thì nền văn hóa Sa Huỳnh sẽ hình thành đến một cái quốc gia về sau này. Rồi ở miền Nam thì nền văn hóa Đồng Nai sau này cũng sẽ xuất hiện những cái quốc gia À, và tất cả những cái quốc gia đó hiện tại là một bộ phận đã là một bộ phận của lãnh thổ Việt Nam chúng ta hiện nay tiếp theo chúng ta sẽ đến phần luyện tập dựa vào lược đồ di chỉ thời đồ đá và đồ đồng ở Việt Nam các em vừa đọc sách giáo khoa và vừa, vừa quan sát lược đồ để xác định cho cô các nền văn hóa của nước ta cuối thời Nguyên Thủy trên lược đồ. Và ở đây thì cái phần này lúc nãy chúng ta đã có phần được hành rồi. Thì chúng ta sẽ thấy xác định ở đây là cô khoanh tròn cho các em ở khu vực Đồng Nai nè. Ở khu vực Thanh Hóa nè. Ở khu vực miền Trung, Quảng Ngãi, Tây Nguyên. Và đặc biệt đó là khu vực Bắc Bộ. Địa bàn cư trú thường nằm ở đâu? Địa bàn cư trú thường nằm ở đâu? Thì chúng ta thấy là địa bàn cư trú thì hầu hết là ở cái vùng đồng bằng, nhưng phạm vi cư trú càng về sau đã có sự thay đổi. À chúng ta càng mở rộng địa bàn cư trú của mình hơn, càng tràn xuống vùng đồng bằng, càng tràn xuống vùng ven sông, những cái đồng bằng châu thổ để phát triển nền nông nghiệp của mình. Phạm vi cư trú này đã thay đổi rất nhiều so với thời kỳ đồ đá nếu thời đồ đá chúng ta sống dựa vào rừng núi dựa vào tự nhiên để sống thì bây giờ chúng ta bắt đầu làm chủ tự nhiên chinh phục tự nhiên bắt tự nhiên phục vụ lại cho mình à, và từ đó thì lối sống định canh định cư phát triển nền kinh tế nông nghiệp cũng đã chính thức hình thành và nó là nền tảng kinh tế của nước việt nam chúng ta về sau Ở đây chúng ta sẽ có 9 bức ảnh cho phần hoạt động vận dụng. 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9. Vậy thì dựa vào những hình ảnh các bạn hãy nêu tên và đưa ra những từ khóa về ý nghĩa của những phát minh đó. Trong các phát minh đó thì phát minh nào là phát minh quan trọng nhất? Thì đây sẽ là bài tập về nhà dành cho tất cả các em. Các bạn chuẩn bị bài tập này Tiếp sau nó sẽ là phần để chúng ta trả bài Lấy điểm Rồi cô có một chút dặn dò cho các em Thứ nhất là ghi chép bài đầy đủ Thứ hai là ôn tập lại nội dung đã học Thứ ba là tìm hiểu tiếp bài số 6 Bài Ai Cập Cổ Đại Và rất là cảm ơn các em đã theo dõi tiết học ngày hôm nay chúc các em có những cái tiết học thật tốt Thu nhận được nhiều kiến thức bổ ích Xin cảm ơn và chào tạm biệt các em